chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Live Info của Danco TV. Vừa qua ngày 23 tháng 10 năm 2021, tại Thái Nguyên, Danco Group tổ chức lễ khai trương bến du thuyền Monaco. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của đại diện chủ đầu tư Danco Group, các đơn vị phát triển dự án và những vị khách quan tâm đến dự án. Lần đầu tiên tại Thái Nguyên, sự xuất hiện du thuyền Sea Line F34 tại khu đô thị Danco City của Danco Group mang đến sự lịch lãm, đẳng cấp và khác biệt của giới thượng lưu. Xuất xứ từ nước Đức với thiết kế ấn tượng, tiện nghi đầy đủ, đường nét tinh tế, nội thất sang trọng, thời thượng. Du thuyền tại Danco City mang đến một phong cách sống mới, đẳng cấp đặc quyền 5 sao dành riêng cho cư dân khu đô thị. Sau một thời gian chuẩn bị, tôi rất vui mừng khi bến du thuyền Monaco của khu đô thị Danco City chính thức được khai trương và đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu cho cư dân. Đây sẽ là nơi diễn ra hoạt động đặc sắc, những buổi tiệc riêng tư, nơi khẳng định đẳng cấp của một chủ nhân trong khu đô thị Danco City. Đầu tiên thấy là có một cái sự kiện mà có bến du thuyền và có những không gian đẹp như thế này, rất quy mô mà hoành tráng. Rất cảm ơn Danco đã tạo điều kiện cho anh có những cái không gian đẹp như thế này. Hôm nay đến đây thì thấy là cũng tổ chức rất hoành tráng. Và du thuyền này trông bắt mắt, cũng muốn được một lần trải nghiệm xem nó như thế nào. Trở thành chủ nhân ở trong cái khu vực này thì chắc là không phải riêng tôi mà ai cũng mong muốn. Mọi người cảm thấy là rất hứng khởi và cảm thấy là được phục vụ rất là chu đáo. Trên du thuyền sang trọng, bên ly rượu vang ấm nồng, ngắm hoàng hôn, đắm mình cùng vẻ đẹp thiên nhiên công viên Hồ Mắt Rồng, thực sự là một đặc quyền đẳng cấp cho cư dân khu đô thị Danco City, mang đến sự phồn hoa, thịnh vượng, đưa Danco City sánh tầm với những khu đô thị hàng đầu khu vực phía Bắc. Hoàng Trang, bản tin Live Info của Danco TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.